Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành công văn số 2136 về việc đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, tính đến nay, số lượng người dân trên địa bàn cài đặt ứng dụng vẫn còn thấp. Tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2020, số lượng người cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt khoảng 200.000 người, chiếm hơn 16% dân số, chưa đạt mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của chính phủ là tối thiểu 60% dân số cài đặt sử dụng ứng dụng này. Bluezone là ứng dụng đưa ra cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Ứng dụng do Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Y tế phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ kêu gọi người dân toàn quốc sử dụng. Thông tin chi tiết về ứng dụng được đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn. Để đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả của ứng dụng trong thực hiện truy vết đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, người dân sử dụng điện thoại thông minh cần tự giác cài đặt ứng dụng cho bản thân và gia đình. Các cơ quan đơn vị chỉ đạo cán bộ công chức viên chức gương mẫu thực hiện việc cài đặt. Các huyện thị, thành phố khẩn trương đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt Bluezone trên địa bàn theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để đề nghị hướng dẫn người dân, đặc biệt các trường hợp thuộc diện cách ly phải xét nghiệm SARS-CoV-2 cài đặt ứng dụng này.